Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, dù đi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này, chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những thảm lúa tươi đẹp nên thơ, hòa trong đó là hình ảnh của những người nông dân đang chăm chỉ làm việc trên những cánh đồng bao la bát ngát. Và dưới cái nhìn của các soạn giả soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền thì vẻ đẹp của họ trong lao động sản xuất thực sự được tôn vinh, bởi họ là những người góp phần quan trọng trong việc đảm bảo lương thực và nuôi sống con người. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý thính giả một số tiết mục viết về chủ đề tiếng hát từ đồng quê. Chị em ơi, trên đồng bảy tấn quê hương, nắng mưa em không quản, gió sương em không nề, trăm công ngàn việc bộn bề, khúc ca chèo em hát giữa đồng quê ngọt ngào. Mừng biển lúa tươi màu huy trong nắng ấm mi, lúa cùng mi người hôm mi sớm mi vui trên đồng mi, trên ruộng đồng mi thấm mi cánh niềm sóng lúa. Vừa rồi là tiếng lòng reo vui của người nông dân trên cánh đồng quê hương trong bài Tiếng hát từ đồng quê do soạn giả Tường Lan soạn lời, nghệ sĩ Bích Thục và Tốp Nữ trình bày theo điệu Chức Cầm Hồi Văn. Thưa quý vị và các bạn, không biết từ bao giờ hình ảnh người nông dân bên chiếc máy cày đã trở nên quen thuộc gần gũi với xóm làng đồng ruộng quê hương.
đi hết thửa ruộng này đến thửa ruộng kia nhờ có chiếc máy bừa nhuần nhuyễn đã mở lối đường cày để những cây mạ non đạt xuống lớp bùn màu mỡ, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Chúng ta cùng hòa vào không khí nhộn nhịp khẩn trương của bà con trên cánh đồng trong bài Tiếng Máy Trên Đồng do soạn giả Minh Nhương soạn lời, nghệ sĩ nhân dân Văn Mởn và Tốp Nam trình bày theo điệu Sa Lệch Chênh và Sử Cách. Thoảng trong tiếng máy trên đồng đã nghe hương đất thơm nồng đâu đây, đường cày xa tấp chân mây, lòng vui nghe tiếng máy cày xôn xang rộn vang tiếng máy hối hả vòng quay, thơm thơm mùi đất tơi nỏ đường cày. Đồng làng thức giấc cùng tiếng máy đang miệt mài náo nức mê say. Mở lối đường y cày theo cánh chim y bay, hương lúa theo tay nghi, bài ca lao động đắp mi xây cuộc đời. Dệt ngàn mùa vui đất mi nhà công người lúa tốt bời bời, bắc nhìn mi tới tương lai thắng tiên đai, ngày dài quên nắng đi cả đi gió rét đêm dần say xưa trên ruộng đồng, luyện bùn trộn đất cho lúa xanh bằng đồng đơm bông. Đất trả nghĩa cho người năng suất mới, người chăm lo cho đất sinh sôi, hạt thóc thơm ấm áp bấy tay người và tiếng hát vào mùa phơi phơi của tiếng máy rộn ràng sôi nổi. Thì với thời gian đi mà lối đường lớn thanh thang nghi, lòng anh tương nghi lai đồng rộng mở ý vươn dài theo tay lai, dòng nước mát dạt dào suối chảy gọi xóm làng vào hội cấy chiêm xuân, mầm sống vươn mình từ chân ruộng bùn đi non, từ nhánh mạ lên mầm theo tay người gieo. Đồng quê tiếng hát nơi ngọt đi ngào, hòa trong và trong tiếng máy chữ để gọi vào màu thân bạch. À này nói mai ngày mai ngày đồng dậy màu xanh. Đồng dậy màu xanh
quên nơi sao là sao vòng mấy chữ đà này quay nhanh nhanh trên đồng à này chẳng y chẳng nề chẳng nề sương y muối gió y đông. Sương muối ơi ơi mà gió đông thì cày tơi cày tơi đất ai chứ để này đơm mấy bông bông lúa vàng à này nói vui nói vui từ tiếng máy gió theo chương trình, mời quý thính giả cùng chiêm ngưỡng bức họa đồng quê, chiêm ngưỡng màu vàng rực rỡ của mùa lúa chín qua cảm nhận tinh tế của soạn giả Hồng Dương trong bài Lúa vàng quê ta do nghệ sĩ Huyền Vi trình bày theo điệu Dương Xuân. Hình ảnh lao động của người nông dân được miêu tả một cách chân thực nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Bởi dù nắng mưa hay sớm hôm vất vả, có em bên anh, chúng mình cùng nhau chung sức cho cây lúa vươn cao, hẹn một tương lai thanh bình vững chắc. Bóng đi ai đứng trên cầu
non nghiêng che mái đầu. Sóng lúa nghi gợn mênh y mông, đồng y quê tràn đầy sức sống, niềm mì vui tới mọi nhà thấm thiết tràn hòa. Chúng vui khúc hát thiết tha thắm ở tình duyên quê nghi. Mùa vàng bội thu hương lúa quyện hương đồng, hương lúa thơm nồng sơn nắng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư vừa trình bày bài Em Cấy Anh Cày do soạn giả Phùng Nghĩa Núi soạn lời theo điệu luyện Nam Cung. Kết thúc chương trình, mời quý thính giả ngắm nhìn lại bức tranh toàn cảnh của cánh đồng quê hương, ngắm nhìn những cô gái chuyên cần lao động để dệt nên những thảm lúa vàng nên thơ. Xin mời quý thính giả cùng ngắm nhìn bức tranh này trong bài Đồng Xanh Em Dệt do soạn giả Quang Đạo soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và tốp nữ hát theo điệu Tình Thơ Hạ Vị. Thank you.
Do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.